Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì cũng có một số tác phẩm để giới thiệu cho bà con mình nha, cũng rất là đẹp nha bà con và độc lạ mới lạ nữa nha. Qua số điện thoại em là 0772 8772 78. Thì em cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những cái clip vừa rồi. Thì đầu tiên mã số hôm nay giới thiệu bà con mình một tay ở một cái bộ bàn ăn tròn nha bà con, 9 món, một cái bàn vào 8 cái ghế gà quạt, chất liệu đều là gỗ gõ hết, mặt là mặt cá nhân bay. Cái bộ này bà con mình xem nha, hàng thì sạch sẽ liền lạc nha, không có lỗi lầm. Đó, mình sưu tầm về mình đặt vị trí trong nhà nha. Đó, mình tiếp khách đẩy khách thì nói chung rất là sang và đẹp. Đó, mang cái tính chất là cổ kính nha bà con. Cái bàn này thì em đo kích thước nha, cái kích thước chu vi mà cái mặt bàn là 130, chiều cao cái bàn đó nó lên tới là 78. Nó cao bàn là 78 nha. Diện bàn có độ dày này là 11, rất là nặng, mặt bàn gầy. Đó, bà con mình xem nha, cẳng thì nhìn nó đơn giản đơn sơ thôi mà nhìn nó rất là lịch lãm lịch sự. Đó, ốc thì ốc bằng chanh, xung quanh viền người ta cũng cẳng hết toàn bộ nè. Đó, bà con mình xem gỗ thì nó không có tình trạng lỗi lầm chỗ nào nha. Bộ này nói chung hàng cũ đó nha, chứ không phải cổ hay xưa nha bà con. Đó, chừng 20-30 năm đổ về đấy thôi, cho nên thì bà con mình về mình xài như thế nó an tâm an toàn luôn. Đó, không còn sợ gì nữa nha. Đó, chân thì đầu lăn đuôi cá, bốn cái trụ rất là to. Đó, giữ vững cho cái bàn ở trên. Đó, bà con mình xem nha, khá là đẹp. Ghế thì ghế gỉa quạt 8 cái ghế. Đó, đây ghế này thì chiều cao á, em đo mỗi cái nha là nó lên tới 100. Chiều ngang của mỗi ghế thế này là 48. Chiều ngang của ghế là 52 nha, sâu của ghế ra em đo là 42, từ mặt đất lên vị trí ghế mình ngồi là 50. Đó, chân là chân nai, cẳng là tích nho sóc. Thì ghế này á 8 cái bà con mình có nhu cầu sưu tầm á thì sưu tầm thêm nhiều cái của mình ngồi cũng ngồi cũng được nha, 9 hoặc 10. Hoặc là bà con mình có nhu cầu nhớ ý á, những cái ghế lẻ nè, bên em cũng vẫn có giao lưu với bà con của mình, vẫn có luôn nha, cho bà con của mình nhu cầu thiết yếu á. Đây, mặt sau lưng mặt ngoài là đỏng là hổng chữ C liền nguyên khối nha bà con. Đó. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha. Đó, cái bộ này thì tổng cộng nó lên tới 9 món nha. Giá thì nó cũng hữu nghị vừa cho bà con mình sưu tầm trong tầm tay luôn rồi nha. Là 65 triệu thôi nha bà con, chỉ có 65 triệu đồng thôi nha. Giá này là giá em bao ship và bao vận chuyển cho bà con mình là toàn quốc. Đó, và bao kiểm tra hàng luôn nha. Đó, bao ship toàn quốc á, mình ở khu vực miền Tây chúng em á thì em có thể bớt tí lọc cho bà con của mình vẫn được nha. Đó, hàng rất là đẹp. Và mã tiếp theo số 2, em có một cái bàn đôn. Đó, cái bàn đôn hình chữ A nha, mình để trong cái góc cái tường chữ A nhà mình nè, ít có xài sử dụng á, rất là hợp lý luôn á. Chiều cao này em đo lên tới là 77, đường kính ngang nhất cộng nhất cái này lên tới 66 nha. Đó, còn đường kính sâu em đo 48, gỗ gõ nguyên con, mình để mình kê đồ chân đồ nó vào một cái góc chữ A tường nhà mình đó thì nó rất là đẹp nha. Đó, mình không có phí cái diện tích của nó ở đây, khá là đẹp luôn á, chạm đục hoa văn. Đó, bàn này thì chỉ có giá là 4 triệu thôi nha bà con, 4 triệu đồng nha, gỗ gõ. Rồi mã tiếp theo số 3. Số 3 này á, này sa tê là một cái bàn nè, bàn trưng bày bày đồ chạm đục cái diềm này nè, là tích cổ đồ nha. Đó, luôn cả tới chân. Thì cái này chạm đục tứ diện, mặt trước thì cũng như mặt sau luôn, và luôn cả mặt hai bên hông nha bà con. Về thì mục đích thì tùy hỷ bà con mình kê đồ chưng đồ thôi. Tổng cái chiều dài cái bàn này là 155 luôn nha. Chiều ngang cho cái bàn là 41. Chiều cao từ mặt đất trở lên á, nên đo là 87. Đó, mặt giữa này một lắm lá nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp. Hàng thì sẽ làm tích toàn bộ nha bà con. Đó, gỗ là gỗ gõ nha, không có lỗi lầm. Đó, bà con mình xem chân cũng khá đẹp nữa. Những cái đường viền hoa văn người ta chạm chỗ thôi, rất là bắt mắt. Đó, chiếc bàn này em cũng giao lưu với bà con của mình là giá 9 triệu rưỡi nha, 9 triệu 500 ngàn đồng á, bao phí ship và bao vận chuyển toàn quốc với bà con mình luôn nha. Đó, rất là đẹp. Và mã tiếp theo đó thì em có một cặp đôn nè. Cặp đôn này là gốm sứ Biên Hòa nha bà con. Chân đó là chân sư tử nha, bốn chân nha. Mặt là mặt cuốn thư. Hàng này là hợp niên 75-80 nha. Nói chung hàng này cũng 3-40 năm á. Chiều cao thì em đo lên tới là 59, đường kính mặt đôn này là 33. Đó, hàng làm tích sạch sẽ, không có lỗi, không nứt xé. Đó, con mình xem nha. Đây. Đó, mặt thì mặt hình những cái bảo bối á. Đó, chân là chân sư tử nè, bốn chân nè. Đó, con mình xem. Một cặp lành lặn, đôi này em giao lưu bao ship toàn quốc cũng có giá là 7 triệu đồng thôi nha, một đôi nha bà con. Đó. Rồi đến với mã tiếp theo á, là số 5, một cái chiếc bình, một cặp bình hút lộc thọ. À, bà con mình xem đắp nổi luôn nha, gốm Biên Hòa, men thì men hai da nha bà con. Hàng này là hàng cũng theo thời gian 5 tháng hết rồi nha, cái màu của nó xuống theo thời gian đó. Chiều cao cái bình đó em đo 55, miệng là 20, hoành bụng này á, lên tới là 199 nha, hoành bụng 99. Đây, men bên miệng nè, không có bị mà lỗi lầm, nứt nẻ, tóc gió gì hết nha. Đó, đắp thì đắp nổi là ba ông nè, tam đa, hút lộc thọ.
họ đắp nổi phải nổi chôn đế đây, mọc chuyện nào này 1975 rồi nha, nó khá là đẹp. Đôi này giá em giao lưu là 6.800.000 rồi nha bà con, 6.800.000 nha. Đó, có phúc có lộc và có thọ hết nha. Và mã kế tiếp theo đó, thì kế tiếp theo thì em có một cái bức tranh gốm sứ nha bà con, khá là đẹp luôn. Đó, bà con mình xem đây, đó tranh gốm sứ Tàu nha, ở cái tích là sơn thủy hữu tình. À, bà con mình xem, hôm trước em có một bức thì cũng đã giao lưu rồi. À, cái này thì em cũng còn một hai bức nữa thôi là cũng hết rồi nha bà con. À, thì em cũng đang thanh lý cho bà con mình luôn. Tranh này vẽ nhìn rất là hồn và đẹp nha bà con mình xem và cảm nhận qua màn hình giúp em nè. Những cái ngọn núi Trường Sơn trùng trùng đẹp đẹp này nha. Ở và những cái ngôi làng Tùng Đình, à, nhìn rất là yên bình yên ngã luôn nha bà con. À, một cái bức tranh họa tiết chiều cao tranh nó em đo lên tới là 73. Tổng cái chiều dài của cái bức này nè thì nó lên tới là 117 nha. Độ dày khung tranh nó là 2,5 gần 3 phân phủ bì, tấm giữa là một tấm nguyên tranh gốm, hàng của Tàu, cái này hàng cũ thôi. Đó, chân phong thủy hoặc chân cẩm trong nhà rất là đẹp. Làm tích nha bà con, đây mặt sau lưng đây nha. Gia cố gỗ thêm chắc chắn nè. Bức này giá em giao lưu chỉ có 2.500.000 thôi nha, 2.500.000 đồng giá thanh lý bà con mình. Và đây mã số tiếp theo là số 7 nè. Cái bức này thì bà con mình xem là nó vẽ màu, đó cũng là cái tích sơn thủy luôn nha, nhưng mà vẽ màu nhìn rất là đẹp và hồn nha bà con. Ở kích thước thì đều như nhau nha, cũng như bức vừa rồi thôi, không bị mà nứt bể tóc chó chỗ nào. Hàng về đến nơi bà con mình cứ khui ra kiểm tra hàng nha, bể quở rồi hàng về cho em cứ yên tâm. Dán thì gỗ thì bà sau lưng cũng được gia cố cứng cáp, có móc sẵn nè, mình về mình treo lên tường thôi. Đó, bà con mình xem nha, những cái đường nét hoa văn của người ta vẽ họa tiết nhìn rất là đẹp. Ở núi thì trùng trùng đẹp đẹp nha. Đó, cái bức này giá cũng giao lưu là chỉ có 2.500.000 luôn, 2.500.000 đồng. Ở hàng lành lặn và liền lạc nha, hàng đến nơi bà con mình khui ra kiểm tra hàng. Mã số tiếp theo ở thì em có một cái bức tranh là bà con mình xem khá là đẹp luôn nha, mã số 8 đó. Bức này là chữ lộc cho bà con, à, chữ lộc và chất liệu của nó là gỗ gỗ và được cẩn ốc Singapore. Ốc này là ốc tốt cao cấp nha. Hàng này về ở bao bà con mình cứ kiểm tra hàng, ốc không đẹp không chuẩn cứ hoàn về nó yên tâm y như trên clip luôn á. Cái chiều cao cái bức tranh này em đo 50, ngang của nó là ngang 50, cao là 60 nha. Dày cung tranh 2,5 thôi, à, khá là đẹp. Cẳng bên trong là tứ linh nè, long lăng quy phụng nha bà con, ốc là khỏi chê. Đó, gỗ sau lưng đây, giá giao lưu bức này là 3.000.000, đó, 3.000.000 đồng nha. Mã kế tiếp ở số 9 em có hai bức tranh được thiết vàng nha, đó, chữ phúc nè, à, gỗ tấm giữa liền khối này là gỗ hương nha bà con, được tô son vẽ vàng chạm đục nha. Đó, chữ phúc cũng rất là ý nghĩa. Chiều cao này em đo 57, chiều ngang cái bức này là 46, độ dày cung tranh 3 phân, tranh này rất là dày dặn nha. À, thiết vàng rất là đẹp. Đó, bà con mình xem nè, mặt gỗ sau lưng này mộc mạc của nó nguyên zin nha. Bức này thì mỗi một bức em giao lưu giá 1.800.000, 1.800.000. Còn cái bức này là mang cái tự chữ nó là chữ lộc nè, nó phúc lộc. Giá là cũng y chang 1.800.000 luôn nha. Nhưng mà cái chày hoa văn chạm chỗ hoa mai rất là đẹp nha bà con. Đó, chữ lộc rất là ý nghĩa nha. Ở 1.800.000 thì một bức nha. Bà con mình lấy cả hai bức phúc lộc luôn, em bớt tí lộc cho bà con của mình. Mã số 10 thì em có một cái kệ tam sơn xưa nha bà con, ốc theo thời gian nha. Chiều cao cái kệ này là 10-18, tổng chiều dài kệ là 60, đường kính ngang thế này em đo là 18 nha, khá là đẹp. Đó, ốc này thì ốc xưa theo thời gian ngã ba chầu nha. Đó, bà con mình xem và cảm nhận. Đó, cái này là tứ linh long lăng quy phụng á. Đây, bà con mình xem nha. Đó, cái kệ này giá giao lưu là 1.200.000 cho bà con mình thôi, 1.200.000 thôi nha. Và mã tiếp theo số 11, em có một cái chiếc ấm Tàu xưa nè, quai đồng. Đó, hàng này là hàng vẽ tay, tích là ba ông tam đa nè, đó, phúc lộc thọ đó, đúng rồi. Đó, và những cậu bé rất là đẹp nha, vẽ tay 100%. Hàng này là hàng của Tàu, tuổi đời là trên 40 năm. Chiều cao bình em đo là 18, vành bụng này thì nó lên tới là 49 nha, không có lỗi lầm nứt bể hay tóc gió gì hết nè, cho nên hàng rất đáng để mình sưu tầm nha bà con. Chôn đế này rất là già. Đó, cái chữ người ta vẽ nó cũng khác xưa luôn. Đó, cái này giá em giao lưu là 1.800.000 cho cái ấm này. Và mã tiếp theo là em có một cái chiếc bình số 12 nè. Đó, một cặp nha. Đó, số 12 vẽ gồng thiết vàng rất là đẹp, men gạn. Mấy cái hàng Tàu này nè, bà con mình về mình cứ kiểm tra, mình cứ soi và kiểm tra nha, cứ test thoải mái. Tích này là vẽ long phụng nè. Đó, long phụng xung quầy. Cao này em đo bình là 44, miệng bình là 13. Và hoành bụng này thế này là 70. Hàng này là hàng cao cấp hết nha bà con. Đó, bà con mình xem đây nha. Đó, gồng vẽ rất là đẹp. Này, bên đây là vẽ chim phượng hoàng lửa nè, đó, chôn đế này nha. Đó, già tuổi đời lắm. Cặp này em giao lưu với bà con mình một đôi là 3.800.000 một cặp này nha.
Đó, còn cái hàng mới gần đây thì nó nhiều thị trường, nó rẻ rất là nhiều, phải bà con mình cứ tham khảo giúp em. Mã số 13 là em có 3 cái mâm đồng dập nổi. Đó, rồng là rồng phượng nha bà con, khá là đẹp. Cái đường kính này á, em đo cái mâm này là 52. Chất liệu bằng đồng cũ, treo tường nha, có cái móc sau lưng để mình treo bắt lên tường nè. Hàng này mình về mình dùng chanh với muối mình trà đánh bóng lên màu đồng rất là đẹp, sáng bóng nha. Mỗi một cái em giao lưu 1.1 triệu một cái, 1.100.000. Còn cái này là tích lý ngư vọng nguyệt nha, hai con cá chép dưới ánh trăng. Đó, đồng cũ theo thời gian. Đây, bà con của mình về á, mình trà đánh bóng lên thì rất là đẹp luôn á, đồng vàng á. Đó, giá 1.100.000. Còn cái này tích là sen vịt nha bà con. À, sen vịt nè, dập nổi á. Đó, bà con mình xem khá đẹp nha. Hàng lành lặn liền lạc. Đó, giá là cũng 1.100.000 đồng thôi. Đó, sen vịt tượng trưng cho ấm no hạnh phúc á. Còn mã tiếp theo 14 em có một cặp tỳ hưu có cánh nè. Đây bà con mình xem nha, nặng là gần 3 kg cho một cặp này, chất liệu đồng cũ. Ở tỳ hưu thì mang cái tính chất phong thủy từ xưa đến nay rồi. Đó, giữ tiền tài tài lộc cho gia chủ mình. Chiều cao em đo 16, tổng cái chiều dài là 26 nha. Đó, đôi này giá em giao lưu là 2.200.000 đồng thôi nha, 2.200.000. Mã tiếp theo thì em có hai pho tượng là kim đồng ngọc nữ. Đây bà con mình xem đứng trên đài hoa sen, chất liệu cũng bằng đồng. Với chiều cao này em đo lên tới là 31 nha. Đường kính ngang là 15. Đó, nhìn rất là hòn luôn. Nặng là 7.5 kg nha bà con, kim đồng ngọc nữ, hoặc mình có thể gọi là đồng tử bái quan âm. Đó, mình về mình sưu tầm về để gần vị trí bên Phật quan âm nếu mà mình có nha. Đó, đôi này em giao lưu hữu duyên cho bà con mình là 3.200.000 nha. Đó, 3.200.000 đồng. Mã tiếp theo 16 em có một cái cháp lục giác nè. Đây phúc lộc thọ bên ngoài cũng được cẩn cái tích là thập nhị tứ hiếu, đổ rõ. Ốc thì nhã bả trầu theo thời gian luôn nha. Với chiều cao này em đo là 20, đường kính như thế này là 32 nha. Cái hoành đế tổng lên tới là 96, cẳng tứ diện luôn. Đó, bên trong đây bà con mình xem nè, khá là đẹp nha. Cái này thì em mới vừa sưu tầm về, mấy cái hôm trước thì em đã bán giao lưu rồi nha. Cái này thì em mới vừa về thêm một cái nữa. Đó, ốc ác là khỏi chê, ốc nhã bả trầu mình khỏi chê nha. Đựng cái này mình thường ngày mình đựng bánh mứt bánh kẹo đó nha bà con. Ngày xưa mà ông bà thì mình hay xài sử dụng á. Cái này giá em giao lưu cho bà con mình là 3.500.000 nha, 3.500.000 đồng. Mã số 17 em có là một cái khay. Đó, cái khay này khay rượu cưới hỏi ngày xưa nè nha. Tích sen vịt cẳng bốn mặt luôn. Cao em đo 8 phân, đường kính vuông 25. Đó, hàng thì lành lặn liền lạc nha, màu thì theo thời gian 5 tháng hết rồi, từ ốc tới gỗ luôn. Cái này giá em giao lưu cho bà con mình 2 triệu thôi, 2 triệu đồng nha. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lê Nguyên chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh những cuộc kênh nha. Mình chúc sức khỏe bà con của mình và xin hẹn lên những clip kế tiếp ạ.